rộng đi chứ quẩn đâu mạnh hả? Có mấy mình bằng luôn cũng được. Cái lương nghỉ nay là bắt được mấy ngày rồi anh Đồng? Dạ nhiêu đây chắc chừng ký chứ. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at any. Có khi nào mình mở ra đã rồi mình quên cột lại không? Ủa lộn, nhưng mà cái đầu mà cột này là mình phải cho nó cao đúng không? Chứ mà thấp quá là cá nó đâu có sống được đúng không? Nước lên tới đầu, mình lên tới đầu. Quay về cái đường này, chỗ máy qua. Cái con cá thác lát này bình thường có con cả ký luôn đúng không anh luôn? Cái đó cá nặng 2 á. Cá này bự nhất là nó cũng cỡ 3 lạng, 300 gram. Cá này là 3 lạng. Ê, nhưng mà vậy nếu mà lấy ra thịt nó được như được nửa không? Nó được nửa thịt không? Nửa. Mình là mình biết con lươn con chành chứ nhiều người ta nhận, người ta không có nhận biết được á. Mà cũng dòng họ nó ha. Những lịch lãng trình. Ừ. Giống như tùy vùng miền người ta kêu cái tên gọi, nhưng mà cũng con đó mà tùy vùng miền người ta kêu khác nhau. Thì người ta cãi mình, người ta nói con nhỏ là con lịch. Lớn chút thành con trình, lớn nữa mới thành con lươn. À. Không, nhiều khi hồi đó tôi cũng nghĩ vậy luôn á. Đó còn cái đổ không? Đổ luôn chứ, đổ luôn. Đổ luôn ta. À, đúng ta. Thôi của mình vợ của mình đi, chứ mình vợ của người ta.
ở quê mình là nói chung là nhờ vậy thôi. Còn cá này đem về phố thị xã rồi quý. Đúng rồi, cá đồng mà anh, cá đồng mắc lắm á. Không có, không có cực. Nói chung ở thành thị người ta đâu thấy được cảnh này anh. Có không trời? Được là một người nông dân chính gốc. Vậy chứ không ra là người phụ hồ. Ừ. Ủa mà trai chưa vợ đúng không trai? Mà có người yêu chưa? Ấy đi từ từ là cũng sẽ có bạn gái thôi. Wow, không ở đâu mà bằng quê mình. Ở đâu cũng có thấy cảnh đẹp hết. Chúng ta nãy giờ mình cũng làm được mớ lương nữa bụng. Thầy luôn á. Đúng rồi, giả hết luôn chứ. Thất luôn hả? Quá thời giờ cũng vui rồi ha, được mớ cá mớ lương rồi. Thấy chưa? Hình như nãy được có một con lương mà. Trời ơi, có hàng lương lâu. Được rồi, phải không? Rộng đi chứ. Quấn đâu mạnh anh. Có mấy mình mần luôn cũng được. Cái lương ngày nay là bắt được mấy ngày rồi anh Đồng? Dạ. Nhiêu đây chắc chừng ký chứ. Dạ. 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 Ngày trước luôn anh Lục. À 2-3 ngày. Nhưng mà mình gom về là mình có bán không? Cũng đi qua chợ bán chứ đúng không? Bán đổi gạo. Chứ không phải đổi bia à. Wow, tính ra cá này đâu có con nào mà được ký hả trai? Có nửa ký đó, còn đó còn nửa ký đó. Thay nước. Cái lưới này bình thường mình mua cỡ bao nhiêu tiền một thước là lận bố? 300 ngàn. Vậy là tính ra là mình 3.000 thước ha. Dạ. Ở bên bờ mía ha bố ha. Thứ này 2 phân thành 4 phân á. Dạ. Ba mặt. Cỡ nào nó dính. Này thì dính mấy con cá giống như cũng phải cỡ 2 ngón tay trở lên chứ nhỏ hơn nữa đâu dính đúng không bố? Dạ. Mấy cái mà bị xanh xanh vậy là rong à? Dạ. Dạ. Còn như mấy chỗ mà lưới mà nó còn trắng sạch sạch vậy là chắc này nó chưa có dính cá rồi nó còn trắng tươi. Cá này mấy con cá nhỏ nhỏ thì mình làm khô thì nó rất ngon, nhưng mà còn cá bự đó là sao cô Nam? Cá bự này cô cũng xẻ ra làm khô luôn. Dạ. Con rồi mình cũng phải ướp chứ mình đâu ướp. Có dạ. Đúng rồi, tiền trước không? Ướp gia vị vô rồi mới phơi. Dạ. Tiền trước không? Mà phải đọc cái xương bỏ nữa. Dạ.
Chứ bình thường mà làm mấy con cá mà phơi lạc á, con thấy nếu mà phơi mà mình không biết cách để mà bảo quản á, nó dễ bị hôi lắm. Hôi lắm. Bây giờ có tủ lạnh dạ. Không? Dạ thôi. Nhưng hôm nay á, hôm nay á là cũng muốn mời anh Tấn qua lâu rồi. Em phái lắm bộ. Dạ, mời hoài chứ đâu mà sao lâu không rồi. Vậy sao hôm nay trai đâu nói đâu biết. Có hổng mấy lần ngoài. Rủ với Nguyên á là có. Có rủ với Nguyên rủ mấy lần. Vô đi. Em nói em nói bữa nay anh qua vậy là em cũng thấy cũng mừng. Sao đã không? Đúng là liên lãi hay gì anh? Là không gì bạn trai á, là cứ rủ lại bạn chơi. Mà chơi em gặp ai em cũng mến, cũng quý hết á. Ước có một ngày mời mấy anh qua chơi cho biết nhà rồi anh em có qua có lợi cũng vui. Thì nói chung mà ở đây em cũng phải đi chơi lắm, giống như em phải đi tới những cái chỗ nhà vậy, nhậu vui hơn, lúc nào cũng vui hơn ở quán á. Ở quán là mình không có sao giờ, không bao giờ mình bằng. Hồi nãy anh trai anh điện nói lát ảnh qua với anh Tính. Ok liền. Trời ơi, quá đi.